Hoa bằng len. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bông hoa sơn trà, một bông hoa biểu tượng cho sự trong sáng và tinh khiết nhé. Để móc được một bông hoa sơn trà như thế này, các bạn cần chuẩn bị cho mình là len màu trắng, len màu vàng, len màu lá cây, kéo, kim móc đầu 3.0, kim khâu, chiếc một đoạn kẽm lành, một đoạn kẽm để vào lá và súng bắn keo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên các bạn tạo một nút thắt. Sau đó lên cho mình là 55 mũi bính. Sau đó các bạn quay lại, bỏ 1, 2, 3 chân, móc vào chân thứ tư này cho mình là 3 mũi nửa kép chung một chân. Một này. Hai. Và ba này. Ba mũi nửa kép chung một chân. Tiếp theo các bạn lên cho mình là 3 mũi bính. 1, 2, 3. Các bạn bỏ ra này. Và lấy đâm kim vào cái chân T đầu tiên này. Sau đó lấy len qua. Để tạo ở đây là một cái lỗ nhỏ như này nhé. Sau đó các bạn lên 3 bính, móc vào cái lỗ nhỏ vừa tạo này là 6 mũi kép đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sau đó các bạn lên 3 bính, móc vào ngay cái lỗ vừa rồi này là một mũi trượt. Tiếp theo các bạn lên cho mình là một bính và móc tiếp cho mình là 3 mũi nửa kép. Móc xuống đây là 3 mũi nửa kép nhé. 1 này. 2. Và 3. Sau đó các bạn lên 3 bính. Lấy kim từ chân T đầu tiên này. Các bạn lại tiếp tục lấy len qua để tạo thành một cái lỗ. Rồi, sau đó các bạn sẽ lên cho mình là 3 mũi bính. Móc vào cái lỗ này là 6 mũi kép đơn.
Tiếp theo lại lên 3 bính. Móc xuống đây là một mũi trượt. Và mình đã móc được hai cái cánh nhỏ như thế này. Và tương tự như vậy, các bạn móc cho mình thêm 3 cái cánh như thế này nữa nhé. Các bạn lên một bính này, móc xuống đây là 3 mũi nửa kép này. Các bạn móc tương tự như hai cái cánh vừa rồi móc nhé.